Chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức thế giới mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, hôm nay chiến sự Nga-Ukraine đã bước sang ngày thứ 113. Diễn biến của cuộc chiến nảy lửa tại cực đông của Ukraine, thành phố Severodonetsk đang ngày càng cam go và khốc liệt. Nga bị Ukraine cáo buộc đã phá hủy 3 trên tổng số 3 cây cầu nối của thành phố Severodonetsk với thành phố Lysychansk. Còn phía Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ở Donbass nói rằng cây cầu cuối cùng đã bị quân đội Ukraine phá hủy. Chứ đi sâu vào việc ai là thủ phạm. Thế nhưng trước động thái này, Ukraine rơi vào tình trạng vô cùng khó khăn, hàng trăm binh lính bị kẹt cứng, thiệt hại về vũ khí quân sự hết sức nặng nề. Giới chức Ukraine cho rằng đây là một trong những trận đánh dữ dội nhất tại châu Âu. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất về chiến sự này. Sau gần 4 tháng dài đằng đẵng giao chiến thì cây cầu cuối cùng nối chảo lửa Severodonetsk với các khu vực do Kiev kiểm soát đã bị đánh sập và hàng trăm quân nhân Ukraine đang bị mắc kẹt tại đây. Theo báo điện tử Công an Nhân dân đăng tải bài viết, cây cầu cuối cùng ở Severodonetsk bị đánh sập, hàng trăm lính Ukraine kẹt cứng, có nhắc đến việc Ukraine có 3 cây cầu bắc qua sông shevetsky Donets nối Severodonetsk với Lysychansk trước khi chiến sự nổ ra. Ukraine ngày 12 tháng 6 nói rằng hai trong số ba cây cầu đã bị phá hủy. Thống đốc tỉnh Lugan do Ukraine bổ nhiệm ông Shohei Haidai quả quyết quân đội Nga đã pháo kích phá hủy một trong số các cây cầu. Cụ thể thống đốc tỉnh Luhansk hôm 13 tháng 6 nói rằng lực lượng Nga đã phá hủy cây cầu cuối cùng dẫn tới Siverodonetsk khiến dân thường mắc kẹt và không thể chuyển nguồn viện trợ nhân đạo ông viết trên Telegram rằng Nga không thể kiểm soát hoàn toàn thành phố và một phần của Severodonetsk vẫn nằm dưới tay Ukraine. Tuy nhiên, ông nói việc vận chuyển hàng hóa nhân đạo tới đây là điều không thể. Thống đốc cho biết mặc dù 70% thành phố hiện do Nga nắm, tình hình đối với quân đội Ukraine khó khăn nhưng trong tầm kiểm soát. Ông nói thêm rất khó để giao vũ khí hoặc hàng dự trữ, khó nhưng không phải là không thể. Tuy nhiên, trái ngược với những gì thống đốc tỉnh Luhansk nói. Báo Công an Nhân dân đã đưa ra một đài nước ngoài khác dẫn lời ông Eduard Basurin, đại diện lực lượng quân sự nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng ở Donbass nói rằng cây cầu cuối cùng nối thành phố Severodonetsk và thành phố Lysychansk đã bị quân đội Ukraine phá hủy, khiến các binh sĩ Ukraine còn lại tại Severodonetsk mắc kẹt. Vậy cây cầu thứ ba là do bên nào đánh sập? Tại sao hai bên lại đổ lỗi cho nhau? Hiện tại phía Bộ Quốc phòng Nga và Ukraine đều chưa lên tiếng về vấn đề này chưa bàn đến ai là thủ phạm. Chúng ta tiếp tục với những giao tranh tại Severodonetsk đã diễn ra trong nhiều tuần. Thành phố trước đây là nơi sinh sống của khoảng 100.000 người, hiện tại dân số chỉ còn lại 1 phần 10. Cây cầu cuối cùng bị gãy làm đôi, phe ly khai ở miền đông cũng đưa ra tối hậu thư cho lực lượng Ukraine hôm 13 tháng 6, tuyên bố Kiev không còn bất kỳ lựa chọn nào khác. Ông Eduard Basulin, quan chức chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR tự xưng tuyên bố, Họ có hai lựa chọn, hoặc là noi gương đồng đội đầu hàng hoặc kiệt mạng. Severodonets đã bị phong tỏa sau khi cây cầu nối với thành phố Lysychansk bị phá hủy. Thông tin về việc cây cầu cuối cùng nối Severodonets và Lysychansk bị đánh sập được đưa ra trong bối cảnh các quan chức Kiev xác nhận thành phố chiến lược ở tỉnh Luhansk này đã bị phía Nga bao vây. Theo hãng thông tấn quốc tế Nga Ria Novosti, một lượng chưa xác định binh sĩ Ukraine và hàng trăm dân thường đang mắc kẹt trong nhà máy hóa chất Azov ở Severodonetsk, khiến nhiều người liên tưởng đến tình huống xảy ra tại nhà máy thép Azovstan ở Mariupol cách đây vài tuần. Các quan chức Ukraine cho biết hàng trăm thường dân đang trú ẩn trong các bong kè của nhà máy hóa chất Azov. Thống đốc Gaidai cho biết điều kiện sống của hàng nghìn dân thường mắc kẹt trong thành phố là rất khó khăn vì 3 tháng giao tranh đã phá hủy cơ sở hạ tầng khí đốt, điện và nước cùng với các nguồn cung cấp thuốc men bị gián đoạn. Hiện tại Ukraine đang nỗ lực hạn chế đa tiến công của Nga. Việc các cây cầu bắc qua sông Siversky Donetsk bị phá hủy sẽ khiến cho lực lượng ly khai và quân đội Nga gặp khó khăn khi tiếp cận Lysychansk, thành phố cuối cùng mà Kiev còn kiểm soát ở Lugan. Cùng ngày, Điện Kremlin thông báo mục tiêu chính của Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine là bảo vệ Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugan tự xưng sau khi lãnh đạo một trong những khu vực ly khai yêu cầu thêm lực lượng từ Moscow. Có thể thấy, từ khi rút lực lượng khỏi Kyiv vào tháng 3, Nga đã tập trung quân đội vào vùng Donbass, miền đông Ukraine và đạt được một số bước tiến trong những tuần gần đây. Nếu Severodonetsk thất thủ, thành phố lân cận Lysychansk sẽ là mục tiêu cuối cùng mà Nga nhắm đến trong nỗ lực giành quyền kiểm soát toàn tỉnh Luhansk. Vừa qua, Ukraine chính thức xác nhận cả ba cây cầu nối Severodonetsk với thành phố Lysychansk bên kia sông đã bị phá hủy, khiến cho việc vận chuyển hàng hóa nhân đạo hoặc sơ tán dân thường không thể thực hiện được. Cùng với đó, nước này lại đồng thời hứng chịu sự thiếu thốn vũ khí quân sự khi đối đầu với Nga. Theo Tổng thống Zelensky, cái giá của trận chiến này là quá lớn. Cho đến nay, Severodonetsk, thành phố thuộc tỉnh miền đông Luhansk, vẫn là đỉnh điểm trong cuộc giao tranh ở khu vực Donbass. Tỉnh trưởng Lugan shahidai cho biết, lực lượng Nga đang kiểm soát khoảng 70% thành phố và pháo kích dữ dội vào nhà máy hóa chất Azov, nơi có hàng trăm người ẩn náu. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine vẫn chưa hoàn toàn bị phong tỏa. Giới chức Ukraine xác nhận cả ba cây cầu từ Severodonetsk qua sông Shivetsky Donetsk đã bị đánh sập, nhưng khẳng định vẫn còn đường tiếp cận thành phố dù nó đã bị hư hại nghiêm trọng. Dù vậy, thực tại trên chiến trường đã minh chứng rằng Ukraine đã vướng vào thế kẹt cứng gặp nhiều khó khăn. Severodonetsk trở thành tâm điểm xung đột giữa quân đội Nga và Ukraine ở Donbass những tuần vừa qua. Nga hy vọng sẽ kiểm soát thành phố này và giành được một vị trí quan trọng ở Donbass, với mục tiêu thiết lập một hành lang trên bộ tới bán đảo Crimea, vùng lãnh thổ sát nhập vào Nga năm 2014. Nằm ở bờ đông sông Donetsk và chỉ cách biên giới Nga khoảng 150 km về phía nam, Severodonetsk được coi là mắt xích quan trọng trong đà tiến công của Nga nhằm kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass. Tổng thống Ukraine cho biết mục tiêu chiến thuật của đối phương không thay đổi, họ đang gây sức ép ở Severodonetsk. Các cuộc giao tranh khốc liệt đang diễn ra ở đó, gần như giành giật từng mét. Ông Zelensky xác nhận chiến sự tại Donbass là một trong những trận chiến khốc liệt nhất ở châu Âu và quân đội Ukraine đang đối mặt với tổn thất kinh hoàng ở Severodonetsk. Tổng thống Zelensky nói hôm ngày 13 tháng 6, tổn thất nhân mạng của trận chiến này rất cao đối với chúng tôi, đơn giản là rất kinh hoàng. Trận chiến tại Donbass chắc chắn sẽ được ghi nhớ trong lịch sử quân sự là một trong những trận đánh dữ dội nhất tại châu Âu. Trước đó, ông Zelensky cho biết quân đội Ukraine mất khoảng 60-100 binh sĩ mỗi ngày trong các cuộc giao tranh. Ông cũng kêu gọi phương Tây cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine. Sau khi cây cầu thứ ba, niềm hy vọng của thành phố Severodonetsk bị đánh sập, Bộ Quốc phòng Anh nhận định các chiến dịch vượt sông Severodonetsk sẽ nằm trong số những yếu tố chính quyết định cục diện chiến trường Donbass trong vài tháng tới. Để đạt thành công trong chiến dịch ở Donbass, Nga sẽ phải hoàn tất các cuộc tấn công tạt sườn đầy tham vọng hoặc là tìm cách vượt sông. Hiện tại, Severodonetsk được coi là mắt xích quan trọng trong đà tiến công của Nga nhằm kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass. Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người Tị Nạn UNSCR, chiến sự Ukraine trong gần 4 tháng qua đã khiến gần 7,4 triệu người phải rơi khỏi đất nước. Thống kê đến ngày 13 tháng 6, chiến sự đã khiến gần 4.000 dân thường thiệt mạng và gần 5.400 dân thường bị thương tại Ukraine. Như vậy, có thể thấy, các lực lượng Ukraine đang phải đối mặt với rất nhiều bất lợi do sự vượt trội đáng kể của Nga về số lượng thiết bị và đặc biệt là hệ thống pháo binh. Trong cuộc chiến bấp bênh về sức mạnh quân sự như thế này, thì Ukraine sẽ phải rất cố gắng để giành được thắng lợi trên bàn đàm phán đứng trước việc bị cô lập, đồng thời liên quan tới vấn đề nhân đạo ở thành phố Severodonetsk. Sau hai ngày cây cầu thứ ba bị đánh sập, quân đội Nga thông báo sẽ lập hành lang sơ tán từ nhà máy Azot ở thành phố miền đông Severodonetsk, nơi hàng trăm dân thường đang trú ẩn. Cụ thể, tướng Mikhail Mijinsky, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Dựa trên nguyên tắc nhân đạo, lực lượng vũ trang Nga và các đơn vị thuộc Cộng hòa Nhân dân Lugan LPR sẵn sàng thực hiện chiến dịch sơ tán dân thường ở thành phố miền đông Severodonetsk. Được biết, hành lang nhân đạo sẽ được mở về hướng bắc tới thành phố Svartov của LPR từ 8 đến 20 giờ ngày 15 tháng 6 giờ Moscow, 12 giờ ngày 15 tháng 6 đến 0 giờ ngày 16 tháng 6 giờ Hà Nội. Tướng Mijinsev cho biết phía Ukraine trước đó đề xuất thiết lập hành lang nhân đạo nhằm sơ tán dân thường từ nhà máy hóa chất Azov ở Severodonetsk tới thành phố Lysychansk bên kia sông Shiversky Donetsk. Ông cho biết chính quyền Ukraine hôm 13 tháng 6 ra lệnh đánh sập cây cầu cuối cùng vượt sông Shiversky Donetsk sang Lysychansk nhằm ngăn các đơn vị dân quân phòng vệ lãnh thổ rút lui. Điều đó khiến hoạt động sơ tán an toàn không thể diễn ra tại hướng này. Tướng Mijinsev kêu gọi những tay súng thuộc các tiểu đoàn theo chủ nghĩa dân tộc và lính đánh thuê nước ngoài ngừng mọi hành động giao tranh và để dân thường rời nhà máy Azov theo hành lang do Nga thiết lập. Ông cũng kêu gọi lực lượng cố thủ tại đây hạ vũ khí, cam kết Nga sẽ đảm bảo tính mạng cho những binh sĩ đầu hàng và tuân thủ Công ước Geneva về đối xử với tù binh. Quan chức quốc phòng Nga cho biết thông báo này đã được chuyển tới Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk qua kênh liên lạc giữa hai nước. Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin. Kiev trước đó cho biết hơn 500 dân thường ẩn náu bên trong nhà máy Azov nói thêm rằng rất khó để hỗ trợ họ, nhưng vẫn có một số nguồn dự trữ bên trong cơ sở. LPR ước tính khoảng 2.500 binh sĩ Ukraine có thể cố thủ tại Azov thưa quý vị và các bạn chiến sự giữa nga và ukraine sẽ còn kéo dài bao lâu có diễn biến như thế nào trong tương lai vẫn chưa thể trả lời chỉ có một điều mà cả thế giới rõ một một ngay trước mắt đó chính là những hậu quả nặng nề của chiến tranh liệu rằng với việc mở hành lang nhân đạo nga và ukraine có chịu nhượng bộ để ngồi vào bàn đàm phán để đi đến hồi kết thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại